Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video về sâu cái góc làm việc của mình hiện tại, xem là dàn máy của mình nó sẽ có những cái món gì. Cơ bản là vì ngày hôm nay thì game Free Fire đã đang bảo trì nữa cơ, thế nên là làm một cái video vlog vui vui vậy nha mọi người. Thì cũng như là sắp tới thì mình sắp đạt 1 triệu subscriber rồi. Chắc chắn thì sẽ có những cái event dành cho anh em. Và cơ bản là anh em nhớ vận động người thân gia đình cũng như là tất cả anh em bạn bè thì nhớ đăng ký kênh của mình để ủng hộ cho mình nhá. Thank you mọi người. Và ok, chúng ta sẽ bắt đầu đến với video ngay bây giờ. Và đây ok anh em, chính là cái góc làm việc của mình. Thì ở đây anh em có thể nhìn thấy được rằng là đây nó chính là cái nút bạc in tên sĩ kẹo mọi người ạ. Mặc dù là hơi bẩn một chút nhưng mà thôi kệ đi. Vì là anh em mà để lâu những cái đồ ở trong góc thì nó sẽ hay bị bẩn. Ở đây thì nó là một cái kỷ niệm chương của game Free Fire này. Chúc mừng sĩ kẹo đạt 100.000 người đăng ký. Mà bây giờ thì hiện tại mình sắp 1 triệu người đăng ký rồi. Ở đây thì mình nhớ là cái con mèo này, đợt trước mới đi Hạ Long mua thì giá con mèo này nó có 50k thôi nha em ạ. Con mèo nó bằng đá, mà nghe nói là buổi tối thì nó sẽ phát sáng một chút, theo kiểu là phát sáng theo kiểu huỳnh quang. Ok, ở đây thì có hai cái sạc dự phòng, một cái là sạc dự phòng của Xiaomi, một cái thì là sạc dự phòng của Samsung. Ok, chỗ này thì là cái tai nghe với lại cái cáp sạc của mình thôi. À đây, cái này anh em thấy được là một cái vật dụng khá là nhỏ, nó là cái rắc để chuyển đổi từ cổng tai C sang tai nghe dành cho Xiaomi Black Sam mọi người ạ. Chứ còn là cái thiết bị mình đang quay là Galaxy F9 thì nó lại không có cần. Và đây chính là cái màn hình máy tính của mình, thì nó là màn hình LG. Và chúng ta sẽ có LG này là LG 24 inch thì phải anh em ạ. Và chúng ta sẽ có được là một cái webcam của Logitech. Hiện tại thì webcam mình đang dùng sẽ là webcam Logitech C930. Ở đây thì chỉ là những cái món cơ bản thôi. Bàn phím cơ Full Health và một cái chuột cũng của Full Health luôn anh em ạ. Chúng ta sẽ có một cái miếng lót chuột của AirBlue. Và ở đây sẽ là tai nghe của Remax. Ok, chỉ là những cái vật dụng đơn giản thế thôi. Và đây là sao cạc for Kurai. Và cái mic, mic của mình thì mình hiện tại mình đang dùng cái mic Audio Technica. Đó ok, thì nó chỉ có như vậy thôi. Còn lại về cái cây máy tính thì mình lại để ở dưới gầm anh em ạ. Và hiện tại thì cây máy tính của mình nó đang có cấu hình sẽ là RAM 16GB này, với lại thì là Core i5-8600 và GPU sẽ là 1050 Ti. Nó chỉ có như vậy thôi. Ở đây thì là cái ghế gaming. Đây nó là ghế gì đây anh em? Quên mẹ tên rồi. Ghế gì ta? Tôi đã quên mẹ tên rồi, tôi chỉ nhớ là nó có chữ X trên thế thôi anh em ạ. Cơ bản là ghế hàng rẻ tiền mà anh em, nên là không nhớ tên nó nữa. Rồi ok, chúng ta sẽ ngồi vào bàn làm việc cái nhỉ. Ở đây thì còn thiếu cái bàn nữa. Cái bàn này thì nó là cái bàn kiểu là mặt kính thôi công ạ. Nói chung là nó khá là thú vị, mỗi tội là cái bàn này thì nó khá là dễ bị bám bụi. Ở đây thì là cái thiết bị mà mình chơi trên game chính. Ui dồi ôi, bẩn quá anh em ạ, còn chưa chịu lau nữa cơ. Chơi thì nó bám cái mồ hôi tay, vân tay các thứ lên. Ui dồi ôi, trông bẩn thật. Và tôi có mua một cái ốp cho em Black Sam này nữa, chứ còn là bóc ra nó có cái logo chữ F phải nói là cực kỳ là ngầu. Nói chung là chỉ có như vậy thôi anh em ạ. Và đây nó chính là cái góc mà mình làm việc, chỉ gồm những cái đồ cơ bản như vậy thôi. Khá là đơn giản phải không anh em? Và ok, có lẽ thì mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Và hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo. Bye bye mọi người.